Dạ, xin chào quý cô chú anh chị nha. Thì hôm nay mình đang đi quay chợ hoa ở thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Thì mình thấy được có hai con kỳ lân với một cây mai giảo ghim xù đẹp, thì mình quay lên chia sẻ cho cô chú anh chị mình ngắm nha. Cây này nãy mình cũng có hỏi anh chủ cây á, thì báo một cặp kỳ lân này, cây này với cây này là 800 triệu nha, còn cây xù giảo ghim này là 400. Thì nói chung hai cây thú này thì ảnh báo là hoành cỡ 80 ăn lên á, nhưng mà ai có nhu cầu mua thì liên hệ ảnh thì ảnh sẽ báo thông số chi tiết nha. Còn này mình thấy những cái cây đẹp, mình quay lên chia sẻ cho cô chú anh chị mình xem giải trí ha. Cây này thì vô dây thành phẩm cây nuôi rất là lâu rồi nha, một con mảnh thú kỳ lân nha, chân cẳng đuôi thì khỏi phải chê rồi. Cây này cái bộ đế nó bỏ rất là quái nha cô chú anh chị. Còn cây này là cây giảo ghim xù, hoành cũng 70-80 nha, củ đế thì 100 ăn lên. Nói chung là năm nay thành phố Rạch Giá mình á rất là nhiều mai nha, và các loại mặt hàng cây kiểng rất là nhiều nha cô chú anh chị. Dạ rồi, thì nãy giờ thì mình cũng quay cũng một hai vòng cũng rõ ha cô chú anh chị. Thì cũng rất mong cô chú anh chị đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thì năm mới Tết đến xuân về thì kênh cũng xin kính chúc quý cô chú anh chị có một năm mới an khang thịnh vượng, tấn tài tấn phát nha, là mang phát tài nha cô chú anh chị ơi. Dạ thì xin kính chào cô chú anh chị nha.